Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. SPTN hân hạnh giới thiệu DVD và CD nghệ sĩ tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề quê hương và tình yêu. Chương trình gồm 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang được hòa âm bởi nhạc sĩ Trúc Hồ và Trúc Sinh. Để mua DVD và CD, xin liên lạc 714-636-1121 hoặc 888-500-2018 hoặc vào trang nhạc SPTN Home Shopping để đặt mua ngay từ bây giờ. Quý vị cũng có thể mua bản gốc Digital Edition trên trang nhà sbtngo.com. Xin mời quý khán giả ủng hộ nhạc sĩ Trúc Giang, quê hương và tình yêu. Vì đời đẹp muôn đóa hoa, êm đềm theo tiếng em ca, hòa với cung đàn. Đây là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay. Hoa Kỳ tuyên bố phải bảo vệ tuyến đường biển mở, trong đó có Biển Đông. Phần tin chi tiết Thu Hằng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, theo báo Vietnamnet dẫn lại nguồn tin của hãng Bloomberg cho biết, vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, ông Joe Biden, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố tại Học viện Tuần Duyên ở New London, Connecticut rằng chính sách đối ngoại sống còn của Hoa Kỳ là bảo đảm thương mại tự do toàn cầu không bị cản trở. Và điều này sẽ không xảy ra khi Hoa Kỳ không giữ vai trò tích cực để thiết lập các chuẩn mực ứng xử. Tổng thống Biden cho biết nền móng của an ninh và kinh tế toàn cầu chính là các quy tắc hàng hải căn bản như tự do hàng hải. Nếu quốc gia nào cố gắng thách thức hệ thống này hoặc thay đổi quy tắc theo hướng có lợi cho quốc gia đó, thì mọi thứ sẽ mất cân bằng. Vì vậy, Hoa Kỳ đã chỉ trích hành động mở rộng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông của Trung Cộng và hành động tạo lập các tiền đồn ở dọc bờ biển Bắc Cực của Nga. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ phải bảo vệ các tuyến đường mở và sự an toàn ở Bắc Cực và Biển Đông trong bối cảnh Trung Cộng và Nga đang mở quyền kiểm soát ở các khu vực hàng hải. Nguồn tin tiếp theo đây cho hay ngư dân đã bị lính biên phòng câu lưu không cho đi biển chỉ vì đeo khẩu trang cắt đường lưỡi bò. Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 5 năm 2021, Linh Mục Nguyễn Đình Thục loan tin vào lúc 8 giờ 10 phút tối cùng ngày 18 tháng 5, ông Thục nhận được tin nhắn của một giáo dân cho biết một số ngư dân ở làng Văn Thai, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã bị lính biên phòng biển Lạch Quàng câu lưu tại trụ sở và không cho đi biển. Nguyên nhân là do trong chuyến ra khơi vào ngày 18, các ngư dân đã đeo khẩu trang cắt hình lưỡi bò mà phía Trung Cộng đã vẽ ra để chiếm gần hết Biển Đông của Việt Nam, với mục đích là phản đối Trung Cộng xâm lược lãnh hải của Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo vệ cho hành động xâm chiếm Biển Đông của Trung Cộng, thì lính biên phòng biển Cộng sản ở đồn biên phòng Lạch Quàng đã đưa các ngư dân vào đồn làm việc cho tới hơn 8 giờ tối cùng ngày mà vẫn không chịu thả các ngư dân để cho họ ra đi ra biển để mưu sinh. Sự việc đã khiến cho dư luận bất mãn và cho rằng nhóm biên phòng Cộng sản đang bảo vệ cho Trung Cộng xâm lược biển đảo Việt Nam. Vì đeo khẩu trang cắt đường lưỡi bò vừa không phạm luật pháp, vừa thể hiện tinh thần muốn bảo vệ biển đảo của ngư dân. Được biết là vào khoảng 2 năm nay, một số người dân đã thể hiện tinh thần yêu nước, phản đối Trung Cộng bằng cách in khẩu trang cắt đường lưỡi bò và tặng miễn phí cho mọi người. Nhưng việc làm này của người dân đã bị lực lượng an ninh sách nhiễu và thậm chí đưa về đồn làm việc. USCIRF lo ngại việc nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên sách nhiễu tín hữu Tin Lành Đấng Christ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF vừa lên tiếng báo động về việc nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Phú Yên sách nhiễu tín hữu Tin Lành Đấng Christ, một nhóm tôn giáo mà Việt Nam nói là tà đạo và phản động. Ông James W. Carr, ủy viên USCIRF, viết trên Twitter hôm 14 tháng 5 rằng tổ chức này rất lo ngại về cuộc đàn áp này và kêu gọi nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên cho phép hội thánh được thực hành đức tin của họ mà không có sự can thiệp của nhà chức trách. Đầu năm nay, tổ chức International Christian Concern ICC có trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn loan tin về việc nhà cầm quyền xã Y Lâm
huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, sách nhiễu và đấu tố 5 tín hữu Tin Lành Đấng Christ. Truyền thông nhà nước Cộng sản còn đưa những người theo đạo Tin Lành Đấng Christ do sự xúi dục của các đối tượng phản động Phaolô lưu vong. Như đã đưa tin trong hai báo cáo riêng rẽ về tự do tôn giáo quốc tế năm 2020 của mình, USCIRF và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều nói rằng Cộng sản Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng. USCIRF còn đề nghị đưa Cộng sản Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm CPC. Như mọi lần trước, Cộng sản Việt Nam bác bỏ hai báo cáo nói trên, nói rằng các báo cáo này dựa trên nhiều thông tin không trung thực và khách quan. Bản tin sau đây cho hay các di dân Việt Nam được giải cứu ngoài khơi bờ biển bị quốc khi cố gắng đến Anh. Thưa quý vị, có hàng chục di dân Việt Nam vừa được giải cứu ngoài khơi bờ biển Bỉ khi đang tìm cách vượt biển sang Anh Quốc. Văn phòng công tố Burgess cho biết, nhóm 49 người được đưa trở lại bờ biển ở cảng Zeebrugge. Một tuyên bố cho hay rằng họ đang trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng một số người có triệu chứng hạ thân nhiệt nhẹ. Các nhà chức trách cho biết con thuyền được cho là khởi hành từ Pháp, bị ngập nước và đang gặp nạn khi được phát hiện. Một máy bay trực thăng được cử đến để theo dõi con thuyền trong khi mà lực lượng cấp cứu lên thuyền. Cảnh sát sẽ mở một cuộc điều tra về tổ chức buôn lậu chịu trách nhiệm cho những sự việc này. Những di dân Việt Nam nằm trong số những người sống lại, ngay còn tại một trại tị nạn tại Grande Synthé bên bờ biển phía bắc nước Pháp. Nhiều cư dân của trại này được cho là đang cố gắng vượt qua eo biển Manche để đến Anh Quốc. Các viên chức cho biết là có khoảng 100 di dân Việt Nam được chuyển ra khỏi Grande Synthé đã được đưa vào các trại tạm trú vào ngày 6 tháng 5. Những di dân này thường đi từ quê hương Đông Nam Á của họ, thông qua một mạng lưới đưa họ tới Mạc Tư Khoa và sau đó thì vận chuyển họ qua châu Âu. Bà Jan Manji từ tổ chức phi chính phủ Utopia, một nhóm chuyên giúp đỡ di dân cho biết rằng, cho đến gần đây thì người Việt Nam vẫn giữ tách biệt với các nhóm di dân khác. Nhưng bà cho biết đây là lần này họ cùng với những di dân châu Phi và châu Á chờ đợi một vị trí trên thuyền hoặc là một cơ hội để nhảy vào phía sau của một chiếc xe vận tải. Nguồn tin tiếp theo cho hay sở cảnh sát New York truy lùng nghi can liên tiếp đấm và cắn ngón tay của một người đàn ông châu Á. Vào sáng ngày thứ Ba, ngày 18 tháng 5, một nghi can đã đấm nhiều cú và cắn vào tay của một người đàn ông 48 tuổi gốc Á tại vỉa hè ở Hell's Kitchen thuộc Manhattan. Nạn nhân giấu tên đang đi bộ dọc theo đường West 43 Street và 11 Street Avenue thì một người đàn ông không mặc áo tiếp cận ông và bắt đầu đấm ông liên tục. Sau đó nghi can đã hét lên hãy quay trở lại Trung Cộng và cắn vào hai ngón tay trái của nạn nhân trước khi bỏ trốn. Đầu ngón tay giữa của nạn nhân bị đứt lìa trong cuộc tấn công. Ông đã được đưa đến bệnh viện Roosevelt để điều trị và hiện đã ổn định. Trong một tuyên bố, Thống đốc Andrew Cuomo đã lên án vụ tấn công bạo lực mà theo ông là một phần của một xu hướng đáng báo động kinh tởm. Bên cạnh đó, ông Cuomo cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm tội ác kỳ thị của Sở Cảnh sát tiểu bang New York hỗ trợ trong việc điều tra vụ tấn công này. Theo mô tả của Sở Cảnh sát New York trên Twitter đi kèm video quay lại vụ án, nghi can mang giày trắng và đen, không mặc quần áo và cầm áo len trên tay khi thực hiện vụ tấn công. Thưa quý vị, tin sau đây cho hay về việc công tố viên quận Santa Clara đang cần người hiến tặng tủy xương để trị bệnh bạch cầu. Một nỗ lực đang tìm kiếm người hiến tặng tủy xương đang được tiến hành để cứu sống một công tố viên kỳ cựu của quận Santa Clara, người đồng sáng lập một tổ chức mang tầm quốc gia nhằm tăng cường sự đại diện của người châu Á và đảo Thái Bình Dương trong hệ thống tư pháp hình sự. Ông Charles Charlie Juan, 45 tuổi, trải qua hai thập niên với văn phòng biện lý quận South Bay và vào năm 2010 hỗ trợ thành lập Hiệp hội Công tố viên Quốc gia Người Châu Á đảo Thái Bình Dương. Ông đang đối mặt với một đợt tái phát của một dạng bệnh hạch bạch cầu đang được chẩn đoán vào năm 2019 và ông tạm thời hồi phục chưa đầy một năm trước đây. Bà On Trần là một phó biện lý quận cho biết rằng ông Hoang từng là cố vấn cho hàng loạt luật sư người Mỹ gốc Á trên khắp đất nước, đang dẫn đầu nỗ lực kêu gọi mọi người tham gia vào việc lưu trữ quốc gia gồm những người hiến tặng tủy xương. Bà Oanh Trần cho biết một cuộc tìm kiếm toàn cầu không tìm ra ứng cử viên ghép tủy tiềm năng nào trong Hoang, một người cha của ba cô con gái nhỏ. Theo chương trình người hiến tặng tủy quốc gia, thì tình trạng khan hiếm hồ sơ người hiến tặng là một vấn đề rõ ràng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Thái Bình Dương.
những người có 41% cơ hội tìm thấy tủy phù hợp với người trưởng thành, một yếu tố cần thiết để điều trị các dạng bệnh bạch cầu nặng. Và theo như chương trình này, thì tỷ lệ phù hợp đối với bệnh nhân da trắng là 77%. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình SVTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại để gửi tới quý vị những phóng sự từ cộng đồng. Mời quý vị tiếp tục đón xem. Đài truyền hình SVTN hân hạnh giới thiệu CD Anh Không Chết Đâu Em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà svtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí.